tương tự giống như kiểu như vậy, hay là mình làm món món gì đó kiểu kiểu như vậy. Các bạn là hay thường chúng ta phải hay chế nước màu hay còn gọi là nước hàn để có một cái màu nó đẹp cánh gián, để chúng ta cho vào để cho nó thuận tiện cho trong các cái bữa ăn. Chính vì vậy hôm nay tôi sẽ review cho các bạn một món nước màu hay còn gọi là nước hàn để các bạn xem là cách làm, cách chế biến sao cho nó ngon. Đấy. Sau đây tôi sẽ xin giới thiệu nguyên liệu của tôi, xin mời. Các bạn ơi, nước màu hay còn gọi nước hàn của tôi thì chúng tôi ta sẽ gồm có đường trắng và một lọ nước cốt dừa. Đơn giản vậy thôi. Sau đây tôi sẽ chế biến cho các bạn xem. Chúng ta cho đường vào các bạn nhé. Sau chúng ta sẽ dàn đều nó ra. Ta để ý thấy là đường của ta bắt đầu tan chảy chưa ạ? Khi chúng ta cho đường vào rồi chúng ta phải để ý. Chúng ta hãy dán con mắt mình vào đây. Không được để ý lên chỗ khác nha các bạn nhá. Nó rất dễ bị cháy, chúng ta không nên để cháy, sẽ không được ngon. Chúng ta nhớ cho nhỏ lửa thôi các bạn nhé. Chúng ta chỉ lắc đều thôi, chúng ta sẽ không đảo các bạn nhé. Ở phần dưới chảo này nó chưa được tan, chúng ta chỉ ấn xuống thôi, chúng ta sẽ không đảo. Các bạn hãy lưu ý. Đường của chúng ta sẽ bắt đầu tan các bạn nhé. Cái này chúng ta được một màu vàng đỏ, các bạn nhìn thấy tuyệt vời chưa? Và cái này chúng ta sẽ cho nước cốt dừa vào. Các bạn đã thấy thơm dần chưa? Cái này chúng ta sẽ để ý thấy phần nước cốt chúng ta là bắt đầu có màu rất là đẹp. Các bạn ơi, sau khi chúng ta đạt tiêu chuẩn rồi chúng ta sẽ cắt ra nhá. Và chúng ta đổ ra bát nào. Đấy, các bạn thấy vàng và óng chưa? Lúc này thì chúng ta chưa nhìn thấy vàng và óng đâu. Vì chúng ta đang còn có nhiều bọt. Chúng ta làm xong mà nó thể hiện ra một màu cánh gián thì là chuẩn nhất các bạn nhá.
Vậy là chúng ta hãy để đợi cho nó nguội vậy các bạn nhá. Cho nó nguội một chút. Để cho nó nguội thì nó sẽ tạo độ sánh. Và bây giờ trong lúc chờ đợi cho nó nguội thì chúng ta hãy chờ đợi trong giây lát. Các bạn ơi, cái món nước ngầu của tôi đã nguội rồi các bạn nhá. Tôi thử cho ra đĩa để xem là các bạn xem là nó như thế nào. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, sau khi chúng ta làm xong chúng ta thấy có độ sánh chưa? Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, rất tuyệt vời. Và đây tôi sẽ cho nó đĩa các bạn xem nhé. Đấy. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Đấy, các bạn nhìn ở kia đấy. Đấy, nó có độ vàng cánh gián đẹp chưa ạ? Rất là ngon các bạn nhé. Đấy. Nó có độ sánh ngon, đây là độ sánh ngon của nước cốt dừa đấy các bạn nhé. Đấy, rất tuyệt rồi. Các bạn ơi, cái này các bạn có thể là để được từ 8 tháng đến 1 năm nhé. Các bạn cất thoải mái, không phải lo về vấn đề lưu trữ. Nhưng mà chúng ta nên để sử dụng thời gian nó nhanh hơn. 6 tháng đến 4 tháng ăn hết là tuyệt vời nhất. Các bạn nhìn bát tôi đây. Rồi đấy, thì này các bạn thấy chưa? Độ vàng bóng đẹp chưa? Đấy, rất tuyệt vời. Đấy. Vâng, các bạn ơi, cái món nước hàng tôi đã xong, hay còn gọi là nước màu. Đấy, rất tuyệt vời. Các bạn hãy xem video của tôi, thấy hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh cho tôi. Để tôi có những món ngon mới và những cái gia vị mới để cho công tác ẩm thực của chúng ta. Vâng, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.